Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ Minh Nghệ Quốc Khánh nhé. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Minh Nghệ Quốc Khánh xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khách hàng một bộ bàn trà làm trên chất liệu là gỗ hương. Các quý anh chị chỉ cần bỏ ra hơn 20 triệu đồng là mọi người có thể sở hữu được một bộ bàn trà này nhé. Đã bao gồm cả hoàn thiện sơn si kỹ đẹp cho mọi người luôn. Đấy mọi người nhé. Và các bác vẫn đã biết là liên hệ đến em Khánh là 0961384061 và địa chỉ tại làng nghề Vân Điểm Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội nha mọi người nhé. Đấy, một bộ sản phẩm cực kỳ VIP đẹp, giá cực kỳ là êm, hàng ngang 100% bằng máy tàu, hàng đẹp tuyệt đối, hoàn thiện si kỹ, giá chỉ có hơn 20 triệu đồng, bao hoàn thiện bao vận chuyển nha mọi người nhé. Mọi người có thể là liên hệ cho em ngay. Rất là nhiều mẫu mã đa dạng chứ không chỉ riêng là một mẫu này mọi người nhé. Mẫu mã đa dạng đẹp này, hàng dáng dấp này ok chưa mọi người, quá đẹp luôn. Ở đây là hàng này ok chưa, hàng ngang máy tàu này. Ở đây là cái để khe trà để dội nước xuống, ở dưới sẽ là chảy nước xuống nhé. Ở đây sẽ là nếu mà các bác không thích thì sẽ là đặt cái mặt này lên thì coi như là một cái mặt bàn suốt luôn nhé mọi người nhé. Đây là ghế chủ nhé, vân này đẹp này, hàng hoàn thiện si nhé mọi người nhé. Mọi người yên tâm về hàng chất lượng cao luôn đi, hàng hoàn thiện si đấy. Đây em quay gầm cho mọi người xem thang hét nha. Đây bộ này về nhà anh Beo nhá, về nhà anh Beo. Đấy, về nhà anh Beo Lạng Sơn nhá. Ghế này. Ok chưa mọi người. Mộng mạng này. Gỗ lạt này, ok, sở mate luôn nha mọi người nhá. Ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều, ở ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Mọi người đẹp hơn rất là nhiều. Mọi người quan tâm thì liên hệ đến em Khánh Vân Điểm nha, 0961384061 và địa chỉ tại làng nghề Vân Điểm Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người qua xem hàng trực tiếp nha.